Xin chào Sky On Air, tụi mình là Wee. Wee vừa phát hành một MV mang tên Ai Đó Và Em nằm trong album Mất Ngủ và do chính nhóm sản xuất, được phân phối độc quyền bởi Sky Music trên các nền tảng nhạc số trong nước và quốc tế. Yêu thương mơ phai, sao chưa thấy ta trở về thực tại. Cà phê đắng như tôi vì quá đơn côi muốn khóc ngay bây giờ. Chợt nhìn thấy em đang cùng ai. Tay nó... Xin chào Sky On Air và tất cả các bạn đang xem chương trình. Thì mọi người thấy là Wee có 5 thành viên. Đầu tiên là mình tên Vương, hiện đang là singer songwriter của nhóm. Kế bên mình là Nguyên Anh, biệt danh là Ca. Mình là Hùng Trum, Facebook là Trần Hoàng Phi Hùng. Kế bên đây là anh Thuy, hiện là đang là giữ vị trí là keyboard của nhóm. Còn bên ngoài cùng bạn tóc dài xinh đẹp đó là bạn Nguyên. Thì hiện đang giữ vị trí đó là guitarist chính của nhóm. Mọi người đều đồng ý là đã chốt được thành viên rồi. Thì mọi người thấy là trong band thì có một nam á là Nani. Bốn nam với một nữ. Không nghe vậy là kết thúc một câu chuyện tình cả hai người chúc nhau luôn. Khác biệt ở đây á. Đó chính là đây là ca khúc mà mọi người cùng đưa vào những cái ý tưởng nó rất là nó kỳ cục. Cụ thể đó là những câu bass của Nguyên Anh và những cái sound loop khá là thú vị của Thuy đây. Thì là nó vậy đó. Hoang đường, thiệt là hoang đường. Đây là cái bài hát mà thực sự là đầu tiên tất cả mọi người đều cùng ngồi với nhau, cùng đưa ra ý tưởng và cùng thống nhất cái ý tưởng thể thành một cái bài hát hoàn chỉnh, chứ không phải là một cái ý kiến của cá nhân bị chủ quan của người nào hết trong band. Cái điều thứ hai là bài hát này thì mọi người có thể thấy là lần này band đã pha một ít TikTok funky, disco, một ít synth cũng như điện tử để làm cho cái màu sắc bài hát nó mới mẻ hơn. Và mọi người có thể thấy là khi mà nếu mà người đã nghe bài hát này thì mọi người sẽ thấy là trong bài hát này nó sẽ có những phân đoạn rất là vui tươi, rất là sôi động, nhưng mà cũng không thiếu những cái đoạn rất là chill, rất là bay. Nó tạo cho mọi người một cái cảm giác khi nghe bài hát này là một cái cảm giác gọi là buồn nhưng mà buồn lầy. Khi mà mọi người gặp nhau thì có định hướng chung đó là sẽ tự sản xuất và chơi sáng tác của mình. Thì hiện giờ thì vị trí của Vương trong band là người hát chính và sáng tác chính, cho nên mọi người đều sẽ thống nhất là sẽ tiếp tục chơi những sáng tác của Vương. Và ra những cái bài hát của band thì không chỉ có ý tưởng của Vương mà còn có ý tưởng của tất cả mọi người đóng góp vào, đó là những cái tư duy, chất xám, những góp ý để hình thành những cái bản phối và màu sắc âm nhạc phù hợp với Quy. Thì bật mí cho mọi người đó là hiện giờ Quy còn rất là nhiều bài hát nằm trong kho mà vẫn ếm giấu không nhiều người biết. Thì những bài hát này nó rất là nhiều chủ đề khác nhau và đa thể loại, đa màu sắc khác nhau, cho nên là Vương hy vọng là sắp tới mọi người sẽ cảm thấy thú vị với những sản phẩm của Quy. Với tên của cái album lần này thì nó tên là Mất Ngủ, nhưng mà band cố ý khi mà ghi cái tên này ra bọn mình bỏ dấu hết, thì có thể mọi người có thể nghĩ là mất ngủ có thể là mặt ngu, nó không có liên quan, nhưng mà thiệt ra nó rất là liên quan. Tại vì khi mà làm cái album này á, band rất thường làm vào ban đêm rất là nhiều, cho nên sẽ rất là mất ngủ, và khi mất ngủ thì mặt chúng ta rất ngu, vậy thôi. Thường chủ đề thì sẽ về tình yêu, nhưng mà nhiều khía cạnh trong tình yêu. Thì có một chủ đề nữa là về tình yêu Sài Gòn, nói về Sài Gòn. Trong album Mất Ngủ Vui thì là về tình yêu, nhưng mà sẽ có rất nhiều khía cạnh khác trong tình yêu. Cụ thể là trong album này sẽ có 7 bài, đã bao gồm bài Ai Đó Và Em.
thì ông này sẽ có nhiều thể loại khác nhau, ví dụ như là pop ballad, những cái bài như có vibe Thái Lan, gọi là kiểu gì nhỉ, alternative, funk. Cái bài đặc biệt nhất đối với mình đó là bài My Last Goodbye. Bài đó là một bài pop ballad mà trong band mình thì chả ai thích pop ballad cả, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ đó là bài hay nhất trong album luôn đối với mình, và bài đó sẽ có góp giọng của mình nữa. Đầu tiên thì phải nói về band trước. Đó là ý kiến chủ quan của band. Thì khi mà sản xuất những cái nhạc phẩm này thì chắc chắn mọi người trong band đều đã hài lòng, và thang điểm band sẽ đánh giá những bài hát này là 10/10. Nhưng khi mà đến khán giả thì những cái thang điểm này thì luôn sẽ để đó bỏ ngỏ cho mọi người, để mà những cái bạn nghe nhạc cũng như những cái người yêu thích Quy, những sản phẩm của Quy sẽ giúp Quy tự đánh giá sản phẩm này. Đưa mình tới với Quy đó là vào ngày đẹp trời. Cái thời điểm đó là thời điểm mình vừa nghỉ việc văn phòng luôn. Cũng như anh Vương liên lạc với mình sau một thời gian dài không liên lạc với nhau, tại vì mình với anh Vương cũng có biết nhau trước đó lâu rồi. Mình cũng ngạc nhiên, ủa sao không liên lạc với anh ta. Ok, thì vỡ ra là ok, mời mình vào band. Thì sau khi bữa ăn hôm đó thì mình đã đồng ý ngay vào luôn. Mình thì buồn hơn. Thời gian đó thì mình không, tính là không chơi nhạc nữa. Này là sự thiệt. Tại vì lúc đó cũng chán. Xong gặp Nguyên. Nguyên lúc đó tin qua quạch. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Quán cà phê mình đánh. Xong rồi có ngồi đó mình vào band. Mình thấy ok, em thú vị nên là đi chơi luôn, thích luôn. Thì mình là Vương là người đủ của mình bằng một tin nhắn thôi. Thì mình liền. Bằng một tin nhắn thôi sao? Không có ăn uống không, tại là trước đó cũng đã Vương làm nói trước rồi. Thì mình cũng thích chơi cái sáng tác. Thì chơi cover hoặc cái chán. Và mình muốn thử sức sáng tác này kia. Để gắn bó đến giờ luôn. Tôi nghĩ giống như là tại sao mình lại yêu người này cũng yêu người khác vậy. Thì nó là một cái kết nối từ tinh thần tới trái tim. Thì đó là mình không thể giải thích được. Tức là khi mình gặp những người ở đây, mọi người ở đây, thì cái đầu tiên đó là mình cảm thấy một cái kết nối là mạnh mẽ. Rồi cái điều thứ hai nữa, để mà giữ chân nhau lại trong cái tập thể này, đó là mọi người đều có cùng một chí hướng và định hướng. Đó là mọi người cùng muốn chơi sáng tác và tự sản xuất âm nhạc của mình. Tôi nghĩ là đó là hai điểm mấu chốt để mà mọi người cùng ở lại với nhau trong band, cùng hình thành Quy. Còn để mà Quy có tiếp tục phát triển lâu dài hay không thì dựa vào tinh thần của mọi người, cũng như là cái mức độ hòa hợp và cái thói quen làm việc với nhau, kỷ luật trong band thì sẽ giúp Quy đi xa hơn. Chúng tôi là Quy và Quy rất vui được đồng hành cùng với Sky Music.